Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, K93 bắt đầu đang chuyển các bạn. 93. Hết cha. Cái này là 2021 của anh Huệ nha các bạn. Cái này thì hồi lúc mới mua, mới về xuống thì mình cũng có quay cho các bạn xem á. Bây giờ thì tiếp tục anh em đang ra đồng. Cái này thì anh Huệ về lên hàm luôn nha. Đây các bạn xem. Đã nói hàm 95. Đang chuyển trên lỗ nha. Rồi là bắt đầu qua cầu luôn. Mình đang đứng trên cầu nha các bạn. Quay sẵn. Nói chung cái đoạn đường này thì cái đoạn đường của Thế Quảng nha các bạn. Đoạn đường từ lúc nào cũng đi xe đông lắm luôn. Ê cha. Qua cầu. Không, mình chạy qua trước. Đây. Rồi vọt qua cầu nha các bạn. Đang chuyển trên bờ lộ các bạn. Đó giờ xe cũng đang chờ nha. Hãy kéo. Hãy chờ. Ôi gió. Xa lắm nha, nói chuyển là tới quỹ ban luôn. Chạy ra đẳng rồi chặt cái cua nữa. Hồi nữa thì cây 100 và cây 70 nha, nó cũng chuyển đi theo đường này luôn nha các bạn. Rồi các bạn, mình đi trước, mình đón đây tới ngã ba nha. Ủa à, lũ vô đây để cho chiếc xe qua các bạn. Ừ, chiếc máy cắt đang nhường cho chiếc xe. Ồ, hết hồn luôn chưa. Quên chiếc xe Fortuner. Rồi chút xíu nữa máy cắt cũng chạy theo cái đường này luôn. Cái chỗ này thì ngay chân cái ngã ba của tổng quản các bạn. Bởi cho nên là chỗ này cũng đông xe lắm. Ba bốn xe. Ba bốn ngã nó ra. Chuyển trên bờ nó hơi cực. Tiếp tục. À, tôi rộng ra miết nha. Đuôi cho mấy em một chút luôn. Sao để mình lên cái cây. Quay cho nó thoáng tí xíu bạn. Tại nó bị cản cái cây đó. Đây các bạn coi nè. Trong cái trường hợp luôn. Ê trời trời. Rồi đây là chuyển nha, nghe nói đâu tới đằng quỹ ban đẳng mấy rồi đang chuyển đó nha các bạn. Nói chung cái đoạn đường xa lắm luôn. Chuyển nãy giờ đó mà chưa tới nữa. Bây giờ mình ra chạy trước để mình đón nữa nè.
chạy thầm thầm vô tới trong đó nha các bạn. Chú anh em chạy xe theo. Nghe nói vô đâu tới trong quỹ ban mới có đường ra. Ừ, chạy vô bờ lề luôn. Ghê ta. Chung cái đoạn đường thì xe lắm. Và đoạn đường này, đường này đi vô chợ nữa mà, bởi cho nên xe rất đông. Tới đó chặt cua nữa. Quay luôn. Cái đường hẹp quá hẹp các bạn. Hơi khó đi tí xíu à. Đi giờ anh em phải né vô chợ nè. Rồi, hút rồi. Mẹ đi hút luôn. Rồi, vậy là máy quay trở lại các bạn ơi, máy đi hút luôn rồi. Hút chỗ. Quay kìa. Hút chỗ các bạn. Rồi, giờ anh em đi ngược trở lại. Anh chạy tới hút luôn mà. Vậy là cái chỗ người ta ấy lúa hồi nãy đó các bạn, chỗ người ta dắt lúa hồi nãy chứ không phải cái đằng này. Vậy là chỗ đó có chỗ có đường ra. Trước cho máy cắt ra trước. Rồi vậy là chỗ này đó các bạn. Đây bà chủ các bạn. Bà chủ máy cắt nha. Rồi
đây. Đây là bà chị vợ anh Huệ nha các bạn, chủ máy cắt á. Giờ này giờ cao điểm các bạn, giờ này nó đi làm về rồi thêm học sinh rồi này kia nó cũng đông. Ở đây công đoàn đang giác quá trời luôn.